Phùng Ngọc Huy gặp trục trặc giấy tờ, bạn gái muốn về thăm bé La Vi trước. Những chia sẻ của Đan Kim khiến nhiều người bất ngờ, có vẻ như kế hoạch đoàn tụ với con gái vào cuối tháng của Phùng Ngọc Huy sẽ không thể diễn ra đúng như dự định. Sau khi Phùng Ngọc Huy thông báo đã giành được quyền nuôi con, dư luận rất mong chờ ngày hai ba con tái ngộ. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất của Đan Kim, bạn gái tin đồn của nam ca sĩ, kế hoạch này có lẽ sẽ diễn ra chậm hơn dự kiến. Cụ thể, trong bài phỏng vấn vừa qua với cựu siêu mẫu Đức Tiến, Đan Kim đã trải lòng về những biến cố vừa qua ập đến với mình. Thời gian qua, cô bị Hoa hậu Huỳnh Thúy Anh tố lừa đảo số tiền 5.000 USD, gần 120 triệu đồng. Món nợ này có từ gần chục năm trước, chưa dừng lại ở đó. Người đẹp còn dính phải những đồn đoán nghiện cờ bạc, bỏ bê con gái. Trả lời Đức Tiến, Đan Kim phủ nhận mọi chuyện. Cô còn cho biết mình cũng đã tâm sự với Phùng Ngọc Huy, được anh an ủi và chia sẻ. Tuy nhiên, vì Phùng Ngọc Huy còn đang trong thời gian mệt mỏi, nhiều việc cần giải quyết nên không muốn kéo anh vào các rắc rối của mình. Tôi có tâm sự những chuyện này cho Huy nghe, nhưng anh cũng hiểu, Huy vừa gặp chuyện không vui vừa qua nên không thể lên tiếng bất cứ một điều gì. Tôi cũng không muốn Huy can thiệp và Huy rất rõ tính cách của tôi, tôi muốn cho Huy được bình yên, không xen vào chuyện này làm gì. Đan Kim chia sẻ ngoài ra nữ ca sĩ cũng nói đến chuyện về ba con la vi đan kim tiết lộ phùng ngọc huy đang cố gắng làm mọi thứ để đoàn tụ với con gái anh dự định sẽ làm thủ tục để đưa bé sang mỹ sinh sống tuy nhiên vấn đề giấy tờ và thủ tục vẫn chưa hoàn thiện ngoài ra phùng ngọc huy cũng cần kiếm tiền để lo cho con gái trong tương lai khi nào huy sắp xếp xong mọi thứ chắc chắn huy sẽ về làm bảo lãnh bé la vi và đưa bé qua mỹ để hai cha con gần nhau nếu tôi về trước tôi sẽ đến thăm bé La Vi. Đan Kim nói. Nếu Phùng Ngọc Huy chưa kịp về Việt Nam thì Đan Kim sẽ về trước để thăm bé La Vi. Bản thân chân dài sinh năm 1985 cho biết dù chưa gặp La Vi lần nào nhưng cô rất có tình cảm với cô bé. Nghe bé hỏi anh Huy mẹ lên thiên đường chừng nào về hả bố Huy mà tôi không kìm lòng được. Khi Huy đón con sang Mỹ tôi sẽ đồng hành cùng anh trong việc chăm sóc và nuôi dạy bé. Đan Kim chia sẻ. Dù vậy, điều đáng nói là Đan Kim vẫn phủ nhận, cho biết mình và Phùng Ngọc Huy không phải người yêu, chỉ là bạn bè thân thiết giúp đỡ nhau mà thôi.